nói đi, người ta trong này mấy ông này gửi ra nữa. Mẹ nó nói thôi à, lấy 500 ngàn nó xin cơm ăn không ạ, chứ không có mua đồ cơm rồi mà chợ ăn, hồi tiệm ăn là tính ăn cơm trong bệnh viện xin nó ăn không ở 20 ngày. Vì là nhốt trong tâm thần 20 ngày à? 20 ngày, tách nó mẹ nó ở trong đó, mẹ nó ở hàng ba này. Dạ. Chứ không ở nhốt chung, riêng. Đó tinh thần nặng lắm đó con mày. Rồi đi hỏi là chứ thuốc chứ gì cho nó thấy nó sợ chứ thuốc cũng chết thì nó khóc. Rồi mà điều mẹ nó không có vô được, nó tối ngày nó trong đó mẹ nó hồi nãy tới giờ cơm mà đi xin về hai mẹ con rồi đút vô cửa gì cho ăn à, chứ không cho nó ra. Vậy là có đi trong thằng 20 ngày. Có đi. Là ông 12 ông quát qua mãi đó ông đưa đi. Dạ. Lấy đưa đấy đi ra kêu đưa đi khám bệnh, cái kêu về mà lấy quần áo đi đi luôn, cái không có nói gì đâu hết trơn á. Chừng một tuần lễ thì tôi nói sao mà con Thủy với con Ngọc đi khám bệnh là lâu quá. Tao giấu ha. Giấu cái kêu bà ngoại nó gửi hỏi thăm thì người ta nói nó ở ngoài nó khỏe lắm, ở ngoài khỏe lắm chứ tao không có đưa tâm thần. Dạ. Ông 12 ông nói nó ở ngoài nó khỏe lắm. Nó vậy đó thôi, rồi chừng về ở 20 ngày về thì hỏi Thủy nó ra đưa ra bệnh viện Đa khoa Trung ương chứ nó không nói đưa đi tâm thần cái gì, điều nó nói gì đó là nhốt vào trong đó đó. Nó sợ đó. Vậy là có đi rồi. Có đi 20 ngày. Bị nặng rồi đó. Đi 20 ngày là đi hôm trong Tết đó nha. Giờ nhỏ là đang bị nặng rồi nè. Nói nó tức nó tăng căng não rồi. Mày nói nó rồi bây giờ bà ngoại nó nói gì nè, nó đập đồ đập đạc cửa đồ nó đập banh hết chân đó. À, mấy tháng nay rồi, chừng 2 tháng nay. Vậy là 2 tháng nay nó lên cân rồi. Nó lên cân lại hay gì không biết. Còn bà ngoại nó thì bá chú biết bá nói chuyện trên trời dưới đất không à. Thả tim đã coi, thả tim đã coi. Thấy ha mọi người. Chưa nha. Chưa, chụp nha. Chụp nằm thằng nèo. Nghĩ cái đầu không quên cừ. Ừ. Đó. Đẹp quá. Trời ơi. Hôm nay thì nhà thả này trời ơi. Cái này màu tím nha mọi người. Bước qua lên chơi, cậu qua lên xin ý kiến này sao? Cậu qua lên xin ý kiến sao mà bá. Trả lời tất cả kia đó. Trời ơi, Ngọc Ngọc gì hả? Trời ơi, thân cả. Được không? Được. Được không? Được mà thất được không? Đẹp. Như thế ăn gồ có lắm, lành mình bao nhiêu sự nghiệp khác. Hay quá trời, còn bài nào nữa không? Còn bài khác nữa, con can khúc nữa. Không có biết bài nào, có biết bài đó thôi. Có biết bài không hả? Hả? Sao biết ít xíu hả? Còn bài nhạc trẻ nào không? Thôi biết gì? Con có biết bài đó hả? Con biết bài nào đó? Có biết bài đó hả? Kêu cô ba kể hát. Cô ba hát hay không? Trời ơi, cô ba con hát hay xong hát hay. Ba hay con không? Biết hát xong mới hát. Hát hay hơn con không? Hát hay hơn con luôn á. Hát nhà ông chỉnh vô mới hát hả? Ừ. Con hụt của bài này con nghe đâu à? Lúc cha con còn sống á, là ông mua cái điện thoại. Ừ. Cái con lấy điện thoại của cha con ra bắt cái nhạc. Nhạc kinh ha. Dạ. Con hát sợ đó, dạ con nhớ nhưng mà cứ nhớ chút chút thì không nhớ nhiều đâu. Rồi ba con mắc gì con nhớ không? Nhớ không nhớ nhưng mà cha con nằm xuống thì con không có điện thoại. Bây giờ cha con ở đâu? Dạ. Cha con nằm ở ngoài là ở đâu? Ở ngoài nội hả? Dạ cha con đi gỡ chùa. Thiêu ở chùa ha. Dạ. Con có đi đút nhang không? Con có biết chỗ nào đó đút nhang không? Không biết ha. Có biết gì đâu. Lúc ba còn sống có thương con nhiều không? Có. Cái gì ổng có đồ ăn gì cũng cho con ăn hết trơn á. Còn mẹ con ổng thương con hà. Còn mẹ con ổng thương. Ổng thương ha. Thương. Ông ai lấy cây dài mới gặp được mọi người. Ngoài. Thôi ngoại. Trời thôi đi. Bà lại còn quýnh nó chứ chạy. Cắt mấy bữa rồi mà ngoại. Rồi mà dụng trên nóc nhà tôi không thấy thằng quỷ là tự hát
Trung Quốc vậy. Nó dục thấy em bới cái cao mũ là nó dục hết trơn, còn tôi mua cái đồng cái đó. Tôi chạy đi, tôi chạy đi, té chết. Dục cái cao luôn nha. Dục cái cao tôi nó dục, nó dục mấy cái, cái chục cái, 10 người còn tiêu kìa. Dặn chạy ngoài đó, ngoài đó kìa mọi người. Đây. Thôi bỏ bỏ đi ngoài. Chạy đi. Thôi bà ngoại. Con nào bà nghe lời con đi. Cái... thôi đưa đi con cây nè. Thôi đưa đây. Bà nghe lời con không? Con nghỉ chơi bà luôn á. Con nghỉ chơi luôn á. Nghỉ chơi là con nghỉ xuống đó nha. Ngồi đây chơi đi. Ngồi đây chơi đi. Đất thì đất con thứ. Thôi bà ngồi xuống đi. Bà ngồi xuống đi con. Cây quýt nó chạy trên nổi. Rồi đến là thiệt. Thì không. Quýt không chạy. Môi đỏ chét luôn rồi. Thấy không, người ta biết lựa màu thấy không? Đấy, từ từ mọi người đứng nói đấy. Đấy, thấy không? Bà ngoại khen đẹp là biết rồi. Màu đẹp ha. Khen đẹp luôn á. Thấy cháu ngoại đẹp không ngoại? Thấy không? Ngoại khen nữa thấy không? Hôm nay ngoại thấy đẹp, ngoại mẹ thương rồi đó. Thương rồi đó. Sáng này con mua nào hả? Mua hồng sáng. Mua sáng sớm nãy không? Dạ. Chắc sáng chợ đấy không? Tại gái thì tao phải sửa sạn chứ. Đúng rồi, chứ nói gì giờ. Chuyện là hợp lại không ai nói được. Gái là phải biết điệu. Đó, kêu là biết đánh con mày đó chị. Chơi con mày màu tím luôn đó. Cái này với mày màu tím đúng rồi. Màu trầm hả? Cái này màu gì màu trầm hả? À, màu nâu, móc nâu màu trầm đó. Ồ, nó đúng luôn, bà ca cũng trầm. Chơi chơi màu tím luôn mới sốc hàng chứ. Cái này màu tím luôn đó. Màu trầm luôn thấy không? Đẹp quá đẹp. Này mấy anh Việt Kiều, mấy anh giờ mấy anh lé mắt hết trơn. Sắp dép con kịp đó nè. Có khi nào mà rồi sau này mấy Ngọc có xuống đi xe du lịch nó mở cửa cốp đi ra không ta? Xe chị xe bún bánh không? Ở xe du lịch á. Chứ mình tâm tới là không biết mà, chứ là ai. Tôi không biết ông là ai chứ mấy ông đi ra như thế. Ông đâu lại vậy? Mắt năng nỉ Ngọc hồi lúc đó chú trong nhà tao con nè, chú trong nhà tao con nè. Hồi đó chú quay phim con đó. Con quên hết trơn rồi hả? Không có ca bài nữa. Quá thì rồi. Kêu Dũng kìa, ca bài. Chưa đánh má hồng. Còn má hồng chút nữa. Má hồng. Ngoại nói kìa còn má hồng nữa con. Cái lông mi bên đây con vẽ chưa đậm nè. Mấy bên đây nè còn lợt nè. Bên đậm bên lợt. Bên đây đậm bên kia lợt á. Bà ngoại có khi nào mà sau này nó đi đánh xe lịch để chở ngoại đi chơi không? Đó du lịch mở cửa cướp ngoại đi con chở ngoại đi du lịch đi Vũng Tàu. Sau đây là Ngọc chơi đồng quyền bất chân này một tí đó. Đẹp rồi. Chịu view, chịu view. Chưa còn má hồng nữa. Con, chịu view. Bước xuống là... Còn cái bên này nó chưa đậm nè. Đá, đúng rồi, đá. Đá. Hết màu nào vậy màu đó đi. Bỏ hợp tác, để xé xuống mở cửa chị Ngọc cúi đầu. Trên này một tiếng vậy. Cấp đó bà chủ. Ừ. Nhướng nó nổi. Nhướng lên nó xinh gái.